vừa xem xong video đó mình thấy hay, nhớ cho mình TV những lượt like và những lượt subscribe tới mình TV của mình, tất cả mọi người ạ. Trời, hôm nay cái đêm chờ đợi quá lâu, mình là phòng xéo hôm nay nè. TV nghĩa là chào thì cảm ơn tất cả mọi người đã nuôi yêu mới tất cả TV như là anh em shipper nhé. Sau khi chúng ta sẽ đi qua tất cả TV. Nói chung là hôm nay cũng vui lắm người. Ở mặt cửa ở ngoài rất là nắng nha. Ngoài rất là nắng luôn rồi. Mà có đang phải đi dụng đó. Ở nắng một bận. Không, đó là chính là may mắn của một ngày. Rồi. Em nhận được tại một bạn rồi cũng yêu mới anh em shipper. Mọi người shop may bạn cũng rồi đó, gửi tặng em rồi đó. Đây hình như shop để tặng em cái túi đó. Cái túi vậy là em phải cho hàng của mình đúng không mọi người đó. Cái túi là nói chung là mình sẽ quay kỹ hơn cho mọi người xem một clip sau nha mọi người, nhưng mà thật sự là mình ở đây là đó mọi người thấy không, các bạn chủ shop rất là kỹ nha đó. Xin lỗi vì đã làm phiền nè, có luôn cái logo nè mọi người, có luôn cái logo sắp bây giờ brand luôn. Bây giờ là mọi người FPX nha mọi người, FPX là chương trình mới đây, mới mình thấy rất là ok đây nha. Đó mọi người nhìn cái màu này rất là dày dặn nha, rất là dày dặn luôn đây. Đó nha mọi người, rồi nói chung là tới đây TV tập dịch hơn là khi mà gọi là cảm ơn đến bạn shop nha. Thì vậy xin chúc cho shop luôn luôn làm ăn, thật sự là cái đại lợi của quý dòng xe ở nhà hạnh phúc nha. Rồi cảm ơn shop rất là nhiều, hôm nay mọi người cũng quay luôn nha mọi người ơi. Cảm ơn shop rất là nhiều. Rồi cái mình quay kỹ hơn, họ hàng bên dày này rất là dày dặn nha, hai mặt luôn. Rồi nó có mấy cái khoen này để chúng ta bắt vô cái vỏ, mà cứ trao đuôi vỏ nha mọi người. Cái bên trong bạn nói là trọng tải là được 50kg luôn nha mọi người, 50kg luôn nha, 50kg nha mọi người đó. Mình sẽ xin đường link và mình sẽ gắn lên cái vỏ hàng của mình đó mọi người, anh em nào có yêu mến ủng hộ thì nói chung là mình cũng thật sự là mình cũng sẽ được ấy, để cho mình cà phê vui vẻ ủng hộ cuộc sống của mình luôn, vừa trang trải mà vừa giúp cho anh em shipper nào có nhu cầu muốn mua vỏ mua túi thì có thể lên cái vỏ hàng ủng hộ nha. Và đến là TV, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong tháng 7 này nha. Không có những cái không may nha. Bye bye mọi người. Shopee xin chào. Xin lỗi với sự bất tiện. Đây là tổng thể của chiếc túi. Đó, bạn nghe nè, một bề ngang có thể là tầm 60, cao lên 1, 2, bề cao có thể là tầm 80 ha. Ở giữa nè, đây là đằng giữa có logo luôn nha mọi người cho anh em luôn. Đây là những cái khoen, màu đây là màu xanh đậm, hai lớp loại dày nha mọi người. Nó được may hai lớp loại dày, xi măng là nó sẽ nằm ở cuối cái vỏ như vậy, cho mọi người nha. Ok chưa, mấy cái khoen là chúng ta sẽ nối những cái mắt từ đây vào đây cho tất cả các vỏ hàng không xài nữa, chúng ta có thể gấp gọn đó. Ngoài túi đựng hàng này mọi người có thể đựng được rất là nhiều loại khác nha đó, túi rất là dày dặn nha đó. Mọi người cứ nhấn vào vỏ hàng ủng hộ shipper, cảm ơn tất cả mọi người ạ.